Đây là phẩm Như Lai Tán Thán, phẩm thứ 6. Như Lai tức là Đức Phật, lúc trước tôi đã giảng nhiều lần rồi. Tán Thán tức là xưng dương tán thán, tấm tắc khen ngợi. Kinh Địa Tạng có tổng cộng 13 phẩm, bây giờ giảng đến phẩm thứ 6, như vậy là còn 7 phẩm nữa. Kinh Văn. Lúc đó toàn thân của Đức Thế Tôn phóng ra ánh sáng lớn, soi khắp trăm ngàn muôn ức thế giới, nhiều như các sông Hằng của chư Phật, lại phát ra âm thanh lớn bạo khắp các thế giới của chư Phật rằng: tất cả hàng Bồ Tát, Ma Ha Tát, cùng trời rồng, quỷ thần, nhân phi nhân, vân vân, hãy lắng nghe hôm nay ta xưng dương tán thán Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát về việc ở trong mười phương thế giới hiện sức từ bi oai thần to lớn không thể nghĩ bàn để cứu giúp tất cả những kẻ tội khổ. Sau khi ta diệt độ thì hàng Bồ Tát đại sĩ các ông cùng với trời rồng quỷ thần vân vân nên dùng nhiều phương tiện để gìn giữ kinh này, khiến tất cả chúng sanh đều chứng được cảnh vui niết bàn. Nói lời ấy xong, trong pháp hội có một vị Bồ Tát tên là Phổ Quảng cung kính chắp tay bạch cùng Đức Phật rằng: này còn nghe Đức Thế Tôn tán thán Địa Tạng Bồ Tát có đức oai thần rộng lớn bất khả tư nghĩ như thế, còn trông mong Đức Thế Tôn lại vì những chúng sanh trong thời mạt pháp ở đời sau mà tuyên thuyết các sự nhân quả của Địa Tạng Bồ Tát, làm lợi ích cho hàng trời người, hầu làm cho thiên long bát bộ và chúng sanh trong đời sau thảy đều kính vâng lời của Đức Phật. Được giảng, lúc đó toàn thân của Đức Thế Tôn phóng ra ánh sáng lớn, sự kiện toàn thân Phật đều phóng hào quang rực rỡ như thế, đủ cho chúng ta thấy bộ kinh Địa Tạng này quan trọng đến dường nào. Bấy giờ hào quang sáng chói tỏa ra từ thân của Đức Phật soi khắp trăm ngàn muôn ức thế giới, nhiều như các sông Hằng của chư Phật, lại phát ra âm thanh lớn, rồi Đức Phật lại phát ra âm thanh nghe lớn như tiếng hống của sư tử và rền vang như tiếng sấm. Âm thanh của Phật vẳng đến tai người nào thì người đó liền sanh tâm hoan hỷ, khởi lòng cung kính. Thường thì người thuyết giảng kinh sách nếu có giọng nói khàn đục không rõ ràng thì chỉ khiến cho người nghe cảm thấy tẻ nhạt, buồn ngủ, không hăng hái theo dõi buổi giảng. Còn nếu giọng nói sang sảng, rõ và trong như tiếng chuông đồng thì thính chúng dù buồn ngủ cách mấy cũng phải giật mình tỉnh táo, thích thú lắng nghe. Âm thanh của Phật thì khiến mọi người vừa thích nghe lại vừa hết buồn ngủ, càng nghe càng tỉnh táo, nghe hết câu này nên muốn nghe tiếp câu kế, giống như được thưởng thức một món ăn ngon không đành lòng bỏ sót vậy. Đức Phật phát ra âm thanh tuy lớn nhưng không phải là la hét chói tai như loài người chúng ta, cũng không ồ ồ khó nghe như tiếng thanh la bẻ. Âm thanh của Phật vốn sang sảng vang dền, khiến cho người nào được nghe lọt vào tai thì liền nhập nghe pháp tam muội. Tiếc thay, chúng ta không được sanh vào thời Đức Phật còn tại thế để được lắng nghe âm thanh của Ngài, thật là đáng tiếc biết bao. Vậy lúc bấy giờ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni phát ra âm thanh bảo khắp các thế giới của chư Phật rằng: tất cả hàng Bồ Tát Ma Ha Tát cùng trời rồng quỷ thần nhân phi nhân vân vân, hãy lắng nghe, hôm nay ta sừng sừng tán thán Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát về việc ở trong mười phương thế giới hiện sức từ bi oai thần to lớn không thể nghĩ bàn để cứu giúp tất cả những kẻ tội khổ. Tại sao Đức Phật khen ngợi Địa Tạng Bồ Tát? Bởi lòng từ bi của Địa Tạng Bồ Tát thì không thể nghĩ bàn, trí huệ của Ngài không thể nghĩ bàn và oai thần của Ngài cũng không thể nghĩ bàn. Cho nên thần thông diệu dụng của Ngài toàn là thứ cảnh giới không thể nghĩ bàn. Ngài Địa Tạng phát đại nguyện truyền cứu độ những chúng sanh phạm tội, bởi Ngài nhận thấy rằng những kẻ chưa phạm tội thì chưa đến nỗi khổ sở lắm, còn những kẻ đã phạm tội thì quá sức khổ sở, khổ khổ chồng chất. Đức Phật lại căn dặn, sau khi ta diệt độ, đợi đến sau khi ta đã nhập Niết Bàn rồi, thì hàng Bồ Tát đại sĩ các ông cùng với trời rồng quỷ thần vân vân nên dùng nhiều phương tiện để gìn giữ kinh này. Tất cả các vị hãy tận lực rộng làm nhiều phương tiện để bảo vệ kinh Địa Tạng, khiến tất cả chúng sanh đều chứng được cảnh vui Niết Bàn, đạt được cảnh giới thường lạc ngã tịnh. Quý vị xem, bây giờ chúng ta giảng kinh Địa Tạng thì cũng có Thiên Long Bát Bộ và chư Đại Bồ Tát đến đây để bảo hộ vậy. Sau khi Đức Phật nói lời ấy xong, trong pháp hội có một vị Bồ Tát tên là Phổ Quảng. Vị Bồ Tát đem lại sự lợi ích rộng khắp cho hết thảy chúng sanh, cung kính chắp tay bạch cùng Đức Phật rằng: này con nghe Đức Thế Tôn tán thán Địa Tạng Bồ Tát có đức oai thần rộng lớn bất khả tư nghĩ như thế, đức hạnh lớn lao như thế, còn trông mong Đức Thế Tôn lại vì những chúng sanh trong thời mạt pháp ở đời sau mà tuyên thuyết các sự nhân quả của Địa Tạng Bồ Tát, làm lợi ích cho hàng trời người,
hầu làm cho thiên long bát bộ và chúng sanh đời sau thảy đều kính vâng lời của Đức Phật, thảy đều y giáo phụng hành. Kinh văn: Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn bảo Bồ Tát Phổ Quảng cùng tứ chúng rằng: Lắng nghe, lắng nghe, ta sẽ vì các ông mà lược nói về những sự phước đức của Địa Tạng Bồ Tát làm lợi ích cho hàng trời người. Lược giảng: Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn bảo Bồ Tát Phổ Quảng cùng tứ chúng, tỳ kheo, tỳ kheo ni, yêu bà tắc, yêu bà di, bao gồm cả thiên long bát bộ, rằng: Lắng nghe, lắng nghe, tất cả các ông hãy chăm chú lắng nghe cho kỹ, ta sẽ vì các ông mà lược nói về những sự phước đức của Địa Tạng Bồ Tát làm lợi ích cho hàng trời người. Phước đức là gì? Trong kinh thư ở Thiền Hoằng Phạm có giảng về chữ phúc và phân ra năm loại ngũ phúc là phúc thọ, phú quý, khang ninh, tu hiếu đức và khảo trung mạng. Một, phúc thọ, phước sống lâu. Loại phước thứ nhất là phúc thọ, có nghĩa là có phước có thọ. Một người vừa được phước lại vừa được thọ nữa. Thế nào gọi là phước? Phước tức là hết thảy đều rất tự nhiên tự tại, thọ là thọ mạng tuổi thọ. Người Trung Hoa thường dùng chữ thọ này theo nghĩa trường thọ sống lâu. Thọ thì vốn có trường thọ và đoạn thọ sống ngắn ngủi. Song nếu chỉ nói thọ mà thôi thì được hiểu là trường thọ chứ không phải là đoạn thọ. Vì thế ở đây dùng chữ phúc thọ. Có câu phước lộc thọ ba sao chiếu quanh, phúc lộc thọ tam tinh cùng chiếu. Tam tinh có nghĩa là ba ngôi sao, phúc tinh sao phước, lộc tinh sao lộc và thọ tinh sao thọ. Phúc là sự tốt lành, may mắn, rất tự nhiên, tự tại của riêng mình. Lộc là bổng lộc, lợi tức. Nếu quý vị làm việc cho chính phủ, thì tiền lương quý vị lãnh được hàng tháng gọi là bổng lộc vậy. Thọ là thọ mạng, sự sống lâu. Theo người Trung Hoa, thọ tinh công là một ông tiên quắc thước, trán cao, không có tóc, chỉ có chòm râu dài bạc trắng như cướp và còn được gọi là nam cực tử. Tương truyền Nam Cực Tử chính là Nam Cực Tiên Ông của Đạo Giáo. Trong đầu có ba quyển thiên thư, sách của trời là quyển thượng, quyển trung và quyển hạ. Bởi có được thiên thư nên việc gì tiên ông cũng biết rõ cả. 2. Giàu sang, phú quý. Lại phước thứ hai là phú quý, tức là vừa giàu có lại vừa sang trọng, tôn quý. 3. Khỏe mạnh, bình yên, khang ninh. Lại phước thứ ba là khang ninh, tức là thân thể vừa khỏe mạnh lại vừa yên ổn. 4. Thích làm điều lành, tu hiếu đức. Loại phước thứ tư là tu hiếu đức, tức là thích làm việc tốt, thích hướng theo phương diện đạo đức mà xử sự. 5. Chết an lành, khảo trúc mạng. Loại phước thứ năm là sống đến già, chết già, không do tai nạn. Đức cũng có 5 loại ngũ đức là ôn, lương, cung, kiệm, nhượng. Có người nào hội đủ được 5 đức hạnh này chăng? Đó chính là đức Khổng Tử. 1. Ôn hòa. Ôn tức là ôn hòa, không nóng, không lạnh, ấm áp vừa chừng. Nếu quý vị suốt ngày cứ như quan đế công, chẳng nói, chẳng cười, thì là người quá lạnh lùng, lãnh đạm. Còn nếu suốt ngày cứ cười đùa hi hi ha ha, thì lại thành ra quá nhiệt tình, quá niềm nở. Đức Khổng Phu Tử thì ôn hòa, mẫu mực, đáng cười mới cười, đáng nói mới nói, không đáng cười, không đáng nói thì không nói. 2. Lương thiện, lương. Lại đức hạnh thứ hai là lương thiện, có nghĩa là có lương tâm, lòng dạ hiền lành, tốt bụng. 3. Cung kính, cung. Cung tức là đối với bất cứ ai, chúng ta cũng cung kính lễ độ, không có thói khinh người. 4. Tiết kiệm, kiệm. Kiệm tức là kiệm pháp, có nghĩa là tiết kiệm, không làm hư hại, không lãng phí của cải vật chất. Thí dụ về vấn đề ăn uống, đáng lẽ phải ăn 5 chén cơm mới thật no, nhưng bây giờ mình chỉ ăn 3 chén mà thôi, bớt đi 2 chén để dành cho những người đói kém hơn. Như thế là tự kiềm chế để tiết kiệm cho chính mình. Có câu, cho mình thì nên cần kiệm, đãi khách thì cần rộng rãi. Tự phụng tất tu giản ước, yến khách thiết kỷ lưu liên. Đối với riêng bản thân mình thì cần phải cần kiệm, đơn giản, bớt ăn bớt tiêu. Những sự chi dụng về đồ ăn thức uống, áo quần giày dép, nơi ăn chốn ở, thảy đều không nên cầu kỳ xa xỉ, bày vẽ thái quá. Cho nên chữ kiệm, cần kiệm này vô cùng quan trọng. 5. Nhường nhịn, nhượng. Đây là loại đức thứ năm, nhượng tức là khiêm nhường, nhường nhịn. Đối với bất cứ việc gì chúng ta cũng không tranh giành để được ưu tiên, chẳng e sợ về sau mình bị thiệt thòi. Nhượng cũng là nhường cho người khác được đệ nhất. Cái gì tốt thì để cho người ta được trước, còn cái gì không tốt thì chính mình lãnh lấy. Đó gọi là nhượng.
chúng ta cần phải học tánh khiêm nhượng, nhường nhịn một cách lễ phép, lịch sự. Vừa rồi là nói sơ lược về ngũ đức. Bây giờ tôi kể cho quý vị nghe một câu chuyện có liên quan đến đức tánh nhượng này. Đó là dung tứ tuế, năng nhượng lê, dung lên bốn biết nhượng lê. Ở Trung Hoa, trước thời Tam Quốc, có một người tên là Khổng Dung, giữ một chức quan rất lớn trong triều đình. Thuở ấu thời, lúc Khổng Dung mới được 4 tuổi, có người khách đến nhà biếu một giỏ lê. Người lớn trong nhà bèn bảo Khổng Dung tự chọn lấy cho mình một quả. Quý vị thử đoán xem cậu bé 4 tuổi này chọn quả như thế nào? Cậu bé chọn một quả nhỏ nhất trong giỏ. Bấy giờ người khách lấy làm lạ bèn hỏi, sao cậu không lấy quả lớn mà lại lấy quả nhỏ thôi vậy? Khổng Dung đáp, thưa vị cháu là nhỏ nhất nên ăn quả nhỏ, còn các anh cháu đều lớn hơn cháu thì nên ăn quả lớn. Về sau Khổng Dung được làm quan chức tước rất lớn, do vì Khổng Dung biết nhường nhịn để dành quả lê lớn cho các anh, còn mình thì chịu ăn quả nhỏ nên nói rằng dung lên bốn biết nhường lê. Lại có một câu chuyện khác gọi là hương lên chín biết ủ chiếu, hương cửu linh năng ôn tịch. Ở Trung Hoa đời nhà Hán có một người tên là Hoàng Hương, mới 9 tuổi mà mỗi tối gần đến giờ đi ngủ là lên nằm trên giường của cha mẹ trước, để giường chiếu đều ủ hơi ấm hầu cha mẹ và ngủ được ấm áp. Sau khi cha mẹ ăn giấc rồi, Hoàng Hương mới về giường mình nằm ngủ, đó gọi là ôn tịch, ủ cho giường chiếu ấm lên, và là một hành động phát xuất từ lòng hiếu thảo, chọn hiếu đạo cũng là một đức hạnh vô cùng cao quý. Kinh văn: Ngài Phổ Quảng bạch rằng, vâng bạch Đức Thế Tôn, chúng con vui mừng muốn được nghe. Đức Phật bảo Bồ Tát Phổ Quảng, trong đời vị lai như có thiện nam tử hay thiện nữ nhân nào nghe được danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, hoặc là chắp tay, hoặc là tán thán, hoặc là đảnh lễ, hoặc là miến mộ, người đó sẽ qua khỏi tội khổ trong 30 kiếp. Này Phổ Quảng, như có thiện nam tử hay thiện nữ nhân nào, hoặc tô vẽ hình tượng, hoặc dùng đất đá, keo sơn, vàng, bạc, đồng, sắt tạc tượng Bồ Tát này, rồi cứ một lần chiêm ngưỡng, một lần đảnh lễ, thì người đó sẽ được sanh lên cõi trời 33-100 lần, vĩnh viễn không phải đọa vào ác đạo. Giả sử phước trời đã hết, phải sanh xuống nhân gian, cũng vẫn làm vị quốc vương không hề mất sự lợi lớn. Lược giảng, Ngài Phổ Quảng bạch với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni rằng, vâng, bạch Đức Thế Tôn, chúng con vui mừng muốn được nghe. Hiện tại chúng con đều sẵn sàng và hoan hỷ lắng nghe. Đức Phật bảo Bồ Tát Phổ Quảng, trong đời vị lai như có thiện nam tử hay thiện nữ nhân nào, kẻ nam hay người nữ nào, có thọ ngũ giới và biết hành thập thiện, nghe được danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, hoặc là chắp tay, hoặc là tán thán, người đó có thể trầm trồ nói rằng, ồ Bồ Tát Địa Tạng quả là một vị đại Bồ Tát, Ngài thật là từ bi, lại còn có thần thông diệu dụng nữa, thật là bất khả tư nghị. Hoặc là đảnh lễ, hoặc là luyến mộ. Có người trông thấy tượng của Bồ Tát Địa Tạng thì sanh lòng luyến mộ, không đành lòng bỏ đi, cứ đứng mãi ở đó mà lưu luyến ngắm nhìn tôn tượng, đến nỗi quên ăn quên uống, quên hết mọi chuyện. Đây cũng giống như người đã say mê ham thích một việc gì rồi thì quên hết tất cả những việc khác vậy. Như thế, nếu có người thiện nam hay tín nữ nào khi nghe được danh hiệu hoặc trông thấy hình tượng của Đại Bồ Tát Địa Tạng liền cung kính chắp tay, thành tâm khen ngợi, hướng về tôn tượng mà cúi lại quyến luyến không rời, thì người đó sẽ qua khỏi tội khổ trong 30 kiếp. Tất cả nghiệp tội trong 30 kiếp của người đó đều được tiêu tan. Này Phổ Quảng, như có thiện nam tử hay thiện nữ nhân nào, hoặc tô vẽ hình tượng, hoặc dùng đất đá, keo sơn, vàng, bạc, đồng, sắt tạc tượng Bồ Tát này, Đức Phật lại gọi Bồ Tát Phổ Quảng mà bảo rằng, giả sử có kẻ nam hay người nữ nào có thọ ngũ giới và hành thập thiện, có thể dùng 7 màu sắc để tô vẽ tượng Bồ Tát Địa Tạng, dùng đất sét để nặn tượng Bồ Tát Địa Tạng, khắc chạm tượng Bồ Tát Địa Tạng trên đá, dùng nhựa để đắp tượng Bồ Tát Địa Tạng, dùng sơn để tô vẽ tượng Bồ Tát Địa Tạng, dùng vàng bạc để tạo tượng Bồ Tát Địa Tạng, hoặc dùng đồng hay sắt để tạo tượng Bồ Tát Địa Tạng, rồi cứ một lần chiêm ngưỡng, một lần đảnh lễ, thì người đó sẽ được sanh lên cõi trời 33, trời đao lợi 100 lần, vĩnh viễn không phải đọa vào ác đạo. Nhờ công đức lễ bái Bồ Tát Địa Tạng mà người đó mãi mãi không bị đọa lạc vào đường ác. Giả sử phước trời đã hết, phải sanh xuống nhân gian, cũng vẫn làm vị quốc vương không hề mất sự lợi lớn. Khi các thiện nam tín nữ ấy đã hưởng hết phước báo ở cõi trời của họ rồi và phải sanh trở lại về cõi người, thì họ sẽ được sanh làm vua làm chúa,
Cho nên những vị quốc vương trên thế gian hiện nay đều là những người trước kia đã từng cung kính lễ lạy Địa Tạng Vương Bồ Tát. Ngay cả những vị tổng thống cũng vậy, họ đều nhờ đã lễ bái Bồ Tát Địa Tạng mà có được đôi chút công đức, và họ cũng sẽ không bao giờ đánh mất sự lợi ích lớn lao nhất này. Kinh văn: giả sử có người nữ nào nhàm chán nữ thân, hết lòng cúng dường tượng vẽ của Bồ Tát Địa Tạng cùng những tượng bằng đất, đá, keo, sơn, đồng, sắt, vân vân, ngày ngày như thế không hề thối chuyển, lại thường đem hoa hương, đồ ăn thức uống, y phục, gấm lụa, tràng phan, tiền bạc, vật báu vân vân cúng dường, thì người thiện nữ đó sau khi mãn một báo thân nữ hiện tại, thời đến trăm ngàn muôn kiếp không còn sanh vào thế giới có người nữ, huống hồ là thọ lại thân nữ. Trừ phi vì nguyện lực từ bi muốn thọ nữ thân để độ thoát chúng sanh, còn thì nương nơi sức cúng dường Ngài Địa Tạng cùng sức công đức trong trăm ngàn muôn kiếp chẳng còn phải thọ nữ thân nữa. Lược giảng: giả sử có người nữ nào nhàm chán nữ thân, quý vị nữ giới đừng tưởng rằng làm thân nữ là một điều tốt đẹp mà vội sanh lòng tự mãn, bởi cái thân nữ này có rất nhiều sự phiền toái rắc rối. Vì sao nói thân nữ có nhiều phiền toái? Quý vị chớ cho rằng tôi cố ý nói như thế để quý vị chán ghét thân nữ rồi đòi xuất gia làm tỳ kheo hay tỳ kheo ni. Thân thể của người nữ quả thật có rất nhiều phiền toái, cho nên cũng có nhiều người nữ không bằng lòng với cái thân mà họ đương có này. Vì sao phải làm thân người nữ? Quý vị hãy nghiền ngẫm đạo lý này. Nếu hiện đời quý vị mang nặng những tập khí như ganh ghét, đố kỵ, chướng ngại, tham lam, ích kỷ, ưa lợi dụng, thích trau chuốt, thích làm duyên làm dáng, vân vân, thì đời sau quý vị phải sanh làm người nữ. Thế nhưng nếu quý vị cung kính chiêm lễ Địa Tạng Vương Bồ Tát thì vấn đề sẽ được giải quyết, quý vị sẽ không phải làm thân nữ nữa. Còn nếu không giải quyết được vấn đề này, tức là quý vị sẽ phải mang thân nữ, và như thế thì chẳng vui vẻ gì cả, bởi thân nữ có 5 điều chướng ngại, ngũ chướng và 10 việc xấu, thập ác. 5 sự chướng ngại của thân nữ là gồm có những gì? Đó là: 1. Người nữ không thể làm Đại Phạm Thiên Vương. Tại sao người nữ lại không thể làm Đại Phạm Thiên Vương? Bởi vì Đại Phạm Thiên Vương vốn do tu hạnh thanh tịnh mà thành. Phạm có nghĩa là thanh tịnh trong sạch. Trong khi đó, thân thể người nữ có nhiều nhiễm ô bất tịnh không được sạch sẽ, cho nên không thể nào làm Đại Phạm Thiên Vương được. 2. Người nữ không thể làm Đế Thích Thiên Chủ. Thế thì quý vị sẽ thắc mắc rằng vị Thiên Chủ của cõi trời Tam Thập Tam không phải là người nữ sao? Đúng vậy, có điều vị ấy đã chuyển thành thân nam, cho nên Thiên Chủ vẫn là nam chứ không phải nữ. Đế Thích thì rất ít dục niệm, còn người nữ thì lòng dâm dục nặng nề, cho nên không thể làm Thiên Chủ được. 3. Người nữ không thể làm Ma Vương. Điều này là tốt nhất. Ma Vương vốn rất căng cường lại vô cùng cứng rắn, còn người nữ thì quá yếu đuối, hễ có việc gì xảy ra là liền hoảng hốt, bối rối, mất tự chủ, phải cầu cứu người khác, cho nên không thể làm Ma Vương được. 4. Người nữ không thể làm Chuyển Luân Thánh Vương, Luân Vương. Luân Vương tức là Kim Luân Thánh Vương, Ngân Luân Thánh Vương, Thiết Luân Thánh Vương và Đồng Luân Thánh Vương. Vì sao người nữ không thể làm Chuyển Luân Thánh Vương? Chuyển Luân Thánh Vương thì rất từ bi, rất nhân hậu, thường dạy người đời chỉ ngũ giới hành thập thiện. Còn người nữ thì tâm địa nhỏ nhen, lòng đố kỵ rất lớn, cái gì cũng so đo ganh tị cả. Hễ thấy người khác được điều gì tốt đẹp là trong bụng mình liền bứt rứt xốn sang, sanh tâm ghen ghét. Bởi đố kỵ là bản tánh của người nữ, cho nên họ không thể làm Chuyển Luân Thánh Vương được. 5. Người nữ không thể làm Phật, không thể thành Phật. Thân Phật thì có vạn đức trang nghiêm, còn thân người nữ thì lại có quá nhiều nhơ uế, điều xấu ác, lại thường đố kỵ chướng ngại, tâm lượng hẹp hòi, tâm tướng nhỏ nho như hạt mè vậy, cho nên người nữ không thể thành Phật được. Tuy rằng người nữ có 5 sự chướng ngại như thế, nhưng nếu họ không còn lòng đố kỵ, không còn lòng dâm dục, không còn yếu đuối nhẹ dạ, không còn những nhơ uế xấu ác, không còn tâm nhiễm ô bất tịnh, thì họ có thể được chuyển nữ thành nam, cho nên họ vẫn có hy vọng. Điển hình là trường hợp của Long Nữ, con gái của Long Vương. Khi nghe Tôn giả Xá Lợi Phất nói cô ta không thể thành Phật, Long Nữ bèn lấy viên bảo châu mà cô yêu thích nhất, không đành lòng cho đi nhất, đem cúng dường cho Đức Phật. Phật hoan hỷ thọ nhận sự cúng dường của cô ta. Bấy giờ Long Nữ hỏi Tôn giả Xá Lợi Phất rằng: tôi có thể thành Phật ngay bây giờ, ngài xem tôi đem bảo châu cúng dường cho Đức Phật và Phật đã đón nhận, chẳng hay việc đó có nhanh chóng chăng? Ngài Xá Lợi Phất đáp: thật rất nhanh chóng. Long Nữ bèn nói: bây giờ tôi thành Phật cũng nhanh chóng như thế, nhanh như tôi đem bảo châu dâng cúng cho Đức Phật vậy.
Nói vừa dứt lời thì long nữ quả nhiên liền chứng đắc Phật thân, tức thời thành Phật. Cho nên quý vị nữ giới đừng than thân trách Phật hoặc chán ghét cuộc đời, cũng đừng nghĩ là vì có ngũ chướng mà mình không còn hy vọng. Chỉ e rằng quý vị phát tâm không được dũng mãnh mà thôi, chứ nếu phát tâm một cách dũng mãnh thì ai nấy đều được thành Phật như nhau cả. Trường hợp long nữ Hiến Châu tức khắc thành Phật, đó là nhờ cô ta dũng mãnh xả bỏ đem hạt bảo châu là vật mà mình yêu nhất, yêu quý nhất, dâng cúng cho Đức Phật, cho nên lập tức được thành Phật. Về 10 điều xấu thập ác của người nữ, bây giờ tôi chỉ nói sơ lược thôi, chứ không giảng giải cho cặn kẽ được, vì e rằng chúng ta không có đủ thì giờ. Điều xấu thứ nhất là ngay từ khi vừa lọt lòng, đứa con gái liền làm cho cha mẹ không vui rồi, bởi đó là con gái. Nếu là con trai thì cha mẹ rất vui mừng, tuy rằng không phải là cha mẹ nào cũng đều như thế cả, song có thể nói rằng hầu hết mọi quốc gia đều có một phong khí tương đồng, đó là thích sinh con trai, không thích sinh con gái. Vì thế vừa mở mắt chào đời, đứa con gái đã gây cho cha mẹ một ấn tượng không vui rồi. Điều thứ hai là cha mẹ cảm thấy việc nuôi dưỡng con gái là không có ý nghĩa, không thấy vui. Thứ ba, con gái thường có tính rụt rè, nhút nhát hay sợ sệt, con trai thì không sợ xấu, trong khi đa số con gái đều sợ xấu, sợ người. Thứ tư, cha mẹ thường vì chuyện hôn nhân của con gái mà nhọc lòng, lo lắng. Khác với người Mỹ là cha mẹ không bận tâm lắm về chuyện hôn nhân của con cái. Tại nhiều quốc gia như Trung Hoa chẳng hạn, lại có phong khí là cha mẹ đặc biệt quan tâm đến việc cưới gả của con gái, của con cái, nhất là việc tìm cho con gái mình một người chồng tốt. Thứ năm, con gái rồi sẽ sống xa cha mẹ, trong tương lai nhất định con gái sẽ rời bỏ cha mẹ. Thứ sáu, con gái sau khi kết hôn thì nể sợ chồng, thận trọng từng ly từng tí đối với sự vui buồn của chồng. Chồng vui vẻ thì vợ vui theo, chồng nổi nóng thì vợ khép nép sợ hãi.